Diễm Thi kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2015. Thưa quý vị, trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo Tập Cận Bình vào ngày hôm qua tại Bắc Kinh, người đứng đầu đảng đương quyền Đài Loan, ông Chu Lập Luân khẳng định quốc dân đảng ủng hộ thống nhất với Trung Quốc. Ngay sau cuộc thảo luận, ông Chu Lập Luân có thể là ứng cử viên tranh cử Tổng thống Đài Loan năm tới, cho báo chí biết sự ủng hộ thống nhất này là một phần trong quá trình cải thiện mối quan hệ qua eo biển Đài Loan. Ông Chu hy vọng Đài Loan có nhiều cơ hội hơn trong việc tham gia vào các tổ chức quốc tế, cũng như khẳng định ủng hộ Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á AIIB do Trung Quốc đề xướng. Hai người đàn ông quốc tịch Nam Hàn là Kim Cúc Di và Chu Chung Diêu bị Bắc Hàn bắt giữ hồi tháng 3, nhìn nhận làm việc cho cơ quan tình báo Seoul trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN vào hôm Chủ nhật. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tách biệt với từng người, có sự giám sát của an ninh Bắc Hàn. Ông Kim Cúc Di nói với CNN là một nhà truyền giáo và hoạt động tình báo trong vòng 9 năm để thu thập các lịch trình công du của lãnh đạo nước ngoài đến Bắc Hàn và các thông tin khác. Ông Chu Chun Jiu thừa nhận hoạt động tình báo trong 3 năm với nhiệm vụ lấy được các tài liệu về hoạt động quân sự của Bắc Hàn. Hôm 22 tháng 4, Bắc Hàn cũng vừa bắt giữ Yu Wonmun, 21 tuổi, người Nam Hàn có thẻ thường trú nhân Hoa Kỳ, hiện là sinh viên Đại học New York. Hôm thứ Hai, Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng thả 4 công dân của họ, trong đó có hai người vừa nêu và sinh viên Yu Wonmun vừa bị bắt. Thái Lan bắt giữ 3 quan chức địa phương và một người Miến Điện bị cho là liên can đến hoạt động buôn người và bắt cóc những người Hồi giáo Rohingya đòi tiền chuộc ở một trại bí mật trong rừng sâu, nơi mới phát hiện hố chôn 26 thi thể hồi tuần trước. Hãng thông tấn AP loan tin vừa nêu vào ngày hôm qua, trích dẫn lời tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái là tướng Somyot Phumphanwang cho biết 3 nghi can quan chức địa phương bị tình nghi thuộc một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, có các đối tượng thuộc các quốc gia Thái Lan, Miến Điện và Malaysia đã hoạt động được 3-4 năm. Các trại bí mật ở miền Nam Thái Lan từ lâu được coi là trung tâm buôn bán những người nhập cư tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở các nước thứ ba. Việc phát hiện trại bí mật hôm thứ Sáu chứng tỏ tình trạng buôn người không được cải thiện bao nhiêu, mặc dù chính quyền lặp đi lặp lại đảm bảo giải quyết tận gốc rễ. EU vấn kế Úc, hy vọng học hỏi được kinh nghiệm để tìm cách giải quyết tình trạng thuyền nhân từ Libya vẫn ồ ạt vượt biển sang Âu Châu lập đời sống mới. Tin này được Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott, nói với báo chí ở Canberra vào ngày hôm qua. Ông không cho biết những quốc gia nào tham khảo ý kiến với Úc, nhưng tiết lộ rằng các viên chức hai bên đã nói chuyện với nhau vì chính phủ do ông lãnh đạo đang phải đối phó với chuyện người vượt biên. Giải pháp mà Úc áp dụng là trả tiền cho chính phủ một số đảo quốc ở Thái Bình Dương để dựng những trung tâm tạm trú cho người vượt biển và sau đó dàn xếp với một số nước để nhận những người này định cư. Hai nước nhận tiền của Úc để lập trại tạm trú là Nauru và Papua New Guinea. Một số thuyền nhân sẽ được tái định cư ở Papua New Guinea và một số khác sẽ được đưa sang Campuchia để định cư. Dựa theo quy luật của đạo hồi, Hội đồng quận Bắc Aceh của Indonesia mới ban hành một số quy định khá khắt khe buộc tất cả các cư dân phải tuân thủ. Quy định đầu tiên là tất cả mọi gia đình đều phải đọc kinh Koran vào mỗi buổi tối. Quy luật thứ nhì là các trường học trong tỉnh sẽ được phân ra nam nữ riêng biệt, không còn chuyện học trò nam nữ học chung. Và mới hôm qua, một quyết định khác được đưa ra, quy định chỉ có vợ chồng mới được ngồi chung trên xe gắn máy. Một đại biểu của tỉnh là ông Fauzan Hamza nói với hãng thông tấn AFP rằng không là vợ chồng mà ngồi chung xe là vi phạm luật của đạo hồi, chưa kể đến chuyện có thể dẫn đến những hành động tội lỗi. Ông Hamza cũng cho biết có rất nhiều hình phạt với những ai phạm lỗi, từ chuyện nộp phạt, đánh đòn cho tới chuyện bị đuổi ra khỏi cộng đồng mà người phạm lỗi đang sinh hoạt. Trước đó, Hội đồng quận Bắc Aceh cũng đã thông qua một số điều luật, chẳng hạn như luật cấm không được trình diễn âm nhạc nơi công cộng và luật đánh đòn 100 roi đối với những người đồng tính. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi xin kính chào.